Atlas cao 1m9 và nặng 150kg đã bị ngã vài lần khi trình diễn thái cực quyền trước khi được vây quanh bởi truyền thông và khán giả ở Đại học Hồng Kông. Atlas được trang bị những hệ thống cảm biến và thủy lực tiên tiến cho phép nó di chuyển trên địa hình lồi lõm mà vẫn có thể đứng thẳng khi bước về phía trước. Tuy nhiên, các sinh viên ở Đại học Hồng Kông nhận xét rằng ngoài những khả năng khác biệt, Atlas còn phải học rất nhiều thứ. Atlas giống như một em bé, mặc dù nó sở hữu một thân hình to lớn. Atlas khá lóng ngóng, nó hay bị ngã và sự phối hợp giữa cánh tay và bàn tay của nó chưa được tốt. Cảm nhận về cảm giác của nó cũng không được tốt lắm. Nhóm nghiên cứu khoa học máy tính của Đại học Hồng Kông muốn khắc phục mọi khiếm khuyết nói trên của Atlas. Mặc dù vậy, Atlas trên thực tế có thể thực hiện hàng loạt chuyển động tự nhiên như người và sở hữu một máy tính để kiểm soát mọi hoạt động theo thời gian thực. Atlas được chế tạo để hỗ trợ các tình huống khẩn cấp trong tương lai.